Ôi giời ơi, giờ này con nằm ươn trên giường thế này hả con? Mặt mũi thì không trang điểm, quần áo thì không thay. Còn 15 phút nữa là mọi người đi rồi đấy. Còn tận 30 phút nữa để chuẩn bị cơ mà. Con còn chưa ăn sáng đây này. Mẹ nói cho con biết nhá, 9:30 hôn lễ tổ chức, muốn thu xếp kiểu gì thì thu xếp, phải đến trước 15 phút, nghe chưa? Thôi, nhà mình đi trước đi, con bắt xe đi sau. Nào, con với chả cái vẫn còn sớm chán mà. Alo ạ, à, con đây. Sao con vẫn chưa đến ạ? À? Vâng, con đang đến rồi. Thôi nhá, con chào mẹ. Mi. Dạ. Tại sao mẹ bảo đến trước 15 phút, đã không đúng giờ lại còn đến muộn? Thì con có muốn thế đâu. Trước 15 phút, đã không đúng giờ lại còn đến muộn. Thì con có muốn thế đâu. Tại tắc đường ấy chứ. Tại sao không dậy sớm để mà chuẩn bị? Thì có phải là đám cưới của con đâu nhở? Mẹ buồn cười. Đã đến muộn, không đúng giờ, để mọi người phải chờ. Các bác nói cho đây. Mẹ thế nhở. Mày bỏ cái kiểu giờ giấc cao su của mày đi nhá. Vui là con gái à, vui là con gái à, á à. Khác. Alo em đây. Vâng, đợi em 5 phút nữa thôi. Lúc nào cũng 5 phút. Hình như bộ này đẹp nhất. Anh chỉ tranh thủ được 30 phút thôi. Thế mà anh chờ em 40 phút rồi đấy. Thì em tưởng đợi chờ là hạnh phúc mà. Ôi, cái đợi chờ đấy thì chắc là anh dành cho người khác. Rồi anh đùa thế thôi. Nhưng mà lần sau ấy, em đừng có cao su nữa nhá. Đúng giờ cho anh là được. Tuân lệnh. Thôi, đi, ra. Nhanh còn kịp. Hôm nay tôi làm thịt nướng đấy không ạ? À, trông ngon đấy. Ông ăn cơm trước đi, không phải đợi nữa đâu. Con mời bố mẹ ăn cơm. Sao đến giờ ăn cơm, con cứ để bố mẹ phải đợi thế? Mi này, con phải thay đổi lại cách sống đi. Đối với con ấy, thời gian không là gì, nhưng với người khác ấy, là vàng, là ngọc đấy con ạ. Tại sao đi đâu làm gì, con cũng bắt người khác phải chờ đợi con là thế nào? Con đã tìm được công ty phù hợp với mình chưa? Con đang tìm ạ. Khi đi làm ấy, con mới thấy sự quan trọng của đúng giờ. Chứ nếu không ấy, con mãi là người đến sau, như cái cách con bắt người khác phải chờ đợi mình ấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ. Đây, bố ăn đi, bố ăn thêm đi. Đây, bố mẹ đây. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Ăn đi. Ăn đi. Tôi biết rồi, 15 phút nữa là tôi về nhá. Rồi 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 rồi. Anh chờ em lâu chưa? Lần nào cũng thế. Thì em tắc đường. Em tưởng chờ đợi là hạnh phúc chứ. Anh đã bảo anh chỉ tranh thủ được 30 phút thôi. Thế mà em đến muộn tận 40 phút. Có chấp nhận được không? Thì người ta bảo tắc đường rồi mà lại. Thế hồ sơ xin việc đâu? Đưa anh xem. Giấy tờ này là đầy đủ rồi đấy. Em nhớ nhá, ngày kia đi phỏng vấn ấy là em phải đến đúng giờ đấy. Anh nghĩ sao mà em đến muộn thế? Cần gì phải nghĩ hả? Lúc này em chả đi muộn. Anh góp ý chân tình này, em bỏ ngay cái tính giờ cao su đi. Em đến muộn ấy thì em không sao, nhưng mà người ta ngồi chờ ấy, người ta khó chịu lắm em ạ. Đi đến đúng giờ ấy cũng là một nét văn hóa đấy. Thôi, anh phải về họp rồi. Em tự bắt xe về đi nhá. Anh làm gì vội đấy? Từ từ thôi. Từ từ như em ấy, có ngày anh bị đuổi việc đấy. Chết rồi, muộn rồi.
mấy phút nữa thì mình đến nơi đây ạ? Chắc là khoảng 20 phút nữa mới đến em ạ. Giờ này sẽ lại tắc đường kia chứ. Muộn rồi. Chị ơi, em đến phỏng vấn ạ. Muộn 15 phút rồi em, buổi phỏng vấn kết thúc rồi. Ôi, chị ơi, là do em bị tắc đường ạ. Chị ơi, có 15 phút thôi mà, chị cho em thêm cơ hội với. Ở đây không cần biết lý do là gì hết. 15 phút của chúng tôi rất quý, không thể nào đợi chờ một mình em được. Đến sớm ấy, nghĩa là đến đúng giờ. Đến đúng giờ thì tức là em đến muộn rồi. Người có trách nhiệm ấy là người đến đúng giờ. Và công ty tôi rất cần những người như thế. Rất tiếc chúng tôi phải hẹn gặp em vào dịp khác rồi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Bà nhà tôi vừa mới phẫu thuật thành công xong rồi. Thế ạ? Tôi cảm ơn cô. Không biết lấy gì phải đền đáp ơn cô đây ạ. Dạ thôi ạ, cháu không cần đền đáp gì đâu. Bác gái ổn là được rồi ạ. Bác sĩ nói may mà gia đình đưa đến kịp thời. Muộn 5 phút nữa thôi thì chắc có lẽ vợ tôi không giữ được tính mạng. Thế ạ? Còn 5 phút thôi mà. Mày mà cô cứu giúp kịp thời, chứ nếu không thì ranh giới sống chết mong manh quá. Muộn 5 phút thôi thì vợ tôi đã chết. May quá, lần này cháu không tới muộn nữa. Dạ thôi, bác vào trong cô đi ạ. Một lần nữa cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Hôm nay em đúng giờ đấy. Em hứa từ giờ về sau em sẽ đúng giờ. Nhớ nhá. Đây, lại đội mũ cho. Lên xe đi, sắp đến giờ chiếu phim rồi đấy. Ừ. Được chưa? Được rồi. Đi nhá. Ừ.